Em ơi, cho một ly cà phê nguyên chất nhé. Cô ơi, cho con hai ly cà phê nguyên chất nha. Bố ơi, nhà mình còn ca coffee không ạ? Có đây con. Ca coffee, cà phê nguyên chất 100%, sản phẩm của công ty cổ phần Phúc Sinh. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Cà phê cuối tuần cùng với hai MC Minh Tuấn và Vi Vân. Các bạn thân mến, vào mỗi buổi sáng thứ bảy hãy nhớ bật HTV7 lên vào lúc 8 giờ sáng để gặp gỡ hai vị MC hóm hỉnh này nha. Ngày hôm nay thì hai chúng tôi đều mang đến đây rất nhiều những cái đó bông. Minh Tuấn thì giác bông ở cánh tay của mình, còn riêng đâu, cô em này em bông đâu, em thấy như là đầu lâu á. Bông. Còn riêng cái cô này là cô quất nguyên một cái đầm bông luôn. Đó, trời, nguyên một cái nhà bông luôn. Và người ta là nữa. Năm mới, năm Đinh Dậu là năm của em. Em là tuổi là con gà, hiểu không? Năm tuổi của em. Bởi vậy người ta phải làm cho một cái gì đó rất khác biệt chứ. Bây giờ người ta phong cách quý bà lắm, anh hiểu không? Trời. 24 tuổi rồi. Nhưng mà anh nói anh nghe nè, mà qua cái năm mới rồi đúng không, bây giờ mọi thứ nó đều phát triển rồi. Mình mặc đồ á cũng như là mọi cái thứ nó đều phải thay đổi. Ví dụ như ngày xưa em thấy không, để có những cái hoa văn này người ta phải thêu, đúng không? Còn bây giờ với công nghệ hiện đại là người ta bỏ cái hoa văn vô máy là nó in ra là rè là dùng cho cả thế giới luôn. Nhưng mà cũng phải tùy chứ, ví dụ như là công nghệ đó cũng có cái mặt nó nhanh nè, nó tiện lợi nè, nó cũng nghệ thuật nó đẹp đúng không? Nhưng mà theo nhiều khi người ta theo nhiều khi người ta lại là có cái sự tỉ mỉ hơn, người ta nhìn cái chất liệu handmade á, người ta sẽ dễ chịu hơn. Còn này cũng khó dễ sợ luôn, cái gì cũng không chịu hết trơn, vải in đâu cũng không chịu nữa. Rồi, vậy thì bây giờ anh mời em cũng như là toàn thể quý vị khán giả đến với lại một cái sáng kiến, mà cái sáng kiến này đảm bảo luôn là vẫn giữ nguyên được giá trị nhưng mà lại tiết kiệm được cho con người rất là nhiều. Bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại một cái thông tin là một cái máy in, nhưng mà in ra tất cả những cái chi tiết rất là sắc nét luôn, nhưng mà không cần dùng mực, ghê chưa? Wow. Các nhà khoa học từ Đại học Công nghệ Delft của Hà Lan phát minh ra một loại máy in không sử dụng mực. Theo Science Nature Page, công nghệ mới này dựa trên quá trình carbon hóa khi hội tụ một chùm laser để đốt cháy bề mặt của tờ giấy. Bằng cách điều khiển độ rộng của chùm tia, năng lượng laser và thời gian đốt một cách chính xác, các điểm bị đốt cháy chuyển sang màu đen ở vị trí lập trình từ trước và tạo thành các ký tự hoặc là các hình vẽ như được in bằng máy in thông thường. Các nhà khoa học đang kỳ vọng công nghệ in không dùng mực này sẽ sớm được áp dụng để có thể tiết kiệm được chi phí và giảm được tác động xấu tới môi trường. Hay ha, em thấy không? Với cái công nghệ này á, là laser nó tạo ra những cái đường y chang như mực luôn, không cần dùng mực. Làm gì chợ ngang vậy? Trời ơi, coi clip thôi mà làm gì mà phải ngồi cho đàng hoàng. Có anh thấy không? Em ngồi là rất là tử tế đàng hoàng, người ta ngồi người ta thẳng thắn như vậy, ai mà ngồi kiểu như anh? Thì thí dụ như vậy, anh muốn ngồi thẳng anh cũng ngồi thẳng được nè, thấy không? Đâu cần phải vấn đề gì đâu. Anh ngồi vậy suốt cả ngày được không? Không đâu, mỏi lưng lắm. Tại vì em thấy là cái trường hợp quá là nặng quá, 30 tuổi rồi mà không biết ngồi đúng. Cho nên bây giờ em sẽ cho anh xem cái clip này để cho anh biết được là tư thế nào là sai. Để anh coi là anh xài chỗ nào nha. Đã ai nói với bạn hãy đứng thẳng người lên hay la mắng bạn về ngồi cong lưng trong bữa ăn chưa? Những góp ý đó có thể làm bạn khó chịu nhưng chẳng sai chút nào cả. Vậy như thế nào là tư thế đúng? Nếu bạn ngồi, cổ phải thẳng, không được nghiêng về phía trước. Vai thả lỏng, cánh tay để gần thân. Đầu gối dựa ở góc chuẩn và bàn chân để trên sàn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tư thế của bạn không hề đúng? Hãy xem lại môi trường xung quanh. Điều chỉnh màn hình máy tính dưới tầm mắt. Chắc chắn tất cả các bộ phận của cơ thể như khuỷu tay, cổ tay đều có vật đỡ. Sử dụng các công nghệ hỗ trợ tư thế nếu cần. Cố gắng nằm nghiêng với cổ có vật đỡ và kẹp gối giữa hai chân. Đi giày thấp và giữ hỗ trợ bàn chân. Sử dụng tai nghe khi nghe điện thoại. Hãy di chuyển một cách thông minh. Ôm sát người vật đang mang vác. Để ba lô sát lưng, không xô lệch sang hai bên. Nếu ngồi nhiều, thỉnh thoảng bạn hãy đứng lên và đi lại. Và chăm chỉ tập thể dục. Việc vận động sẽ giúp các cơ khỏe mạnh để hỗ trợ hiệu quả cơ thể, nhất là những lợi ích với khớp, xương, não và tim. Mang yêu thương đến gần anh.
gì là trong trách đôi vai anh thêm sức mạnh. Em không thích anh hả? Tin tưởng là lời hứa xa bao em lâu. Em không thích anh. Vẫn tin nhau. Anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu. Thật ra là tôi nghĩ là bản thân mình là còn một người còn rất là trẻ, thành ra là chắc chắn khi mà mình làm phim thì mình sẽ có những cái gọi là những cái sai sót, nên thành ra là tất cả những comment hoặc là những cái ý kiến thì mình đều nghe, mình đều lắng nghe và mình đều rút ra kinh nghiệm. Phải có thể là phải nói là phải có chất lọc nữa, chứ không phải là cái comment nào hay là cái ý kiến nào mình cũng nghe. Mình phải biết chất lọc ra thì những sản phẩm sau này của mình sẽ tốt hơn. Xin chào quý vị, và chúng ta lại cùng nhau đến với là một phần rất là quen thuộc, chào đón một khách mời đến với là chương trình cà phê cuối tuần. Mà nói thật với lại quý vị là Minh Tuấn gặp gỡ với lại một cô gái tên Vân thôi là đã cảm thấy rất mệt rồi. Ê anh ngưng lại xíu. Ủa mệt là sao anh? Ở đây là có em ở đây nữa cho nên là anh phải nói gì cho nó rõ ràng, tại vì em cũng tên Vân nha. Không thì ý anh nói là vậy đó. Tại vì một cái cô gái mà tối ngày cứ ăn hiếp tôi thôi đó, quý vị thấy là cô ấy rất là thông minh, lém lĩnh. Không quý vị, cái phải đính chính là như vậy. Nói chung là mình thông minh, mình lém lĩnh, mình mà có nói mà đối khẩu với nhau thì cũng là làm cho chương trình mình vui hơn đúng không? Cũng vậy là đồng nghiệp mình hỗ trợ nhau thôi. Chứ sao lại nỡ nói cái câu mà lại làm mệt nhau, thì khổ quá, năm mới mà anh vậy là thấy anh buồn chỉ cảm rồi đó. Thấy là em không có làm mệt anh lắm, nhưng mà em sẽ cảm thấy là làm nặng mọi người hơn, là nhìn em là cái hơi nặng rồi đó. Em hơi nặng là đúng thiệt. Em còn thích hơi sâu đúng không? Không anh thì nặng thì mình có nhiều cách giải quyết của cái nặng, thì bởi vì bữa nay em mới để tóc cho nó hiện nhiều vậy đó hả? Đồ bộ đồ rộng rộng nè. Thấy chưa, quý vị thấy là bên cạnh cái sự lém lĩnh cô ấy còn có thủ thuật nữa. Thì ngày hôm nay là tôi đã chịu đựng một cái cô Vân thì cũng đã hơi bị vất vả rồi, nhưng mà khách mời của chúng ta ngày hôm nay lại là một người cũng tên Vân nữa, lại hoạt động nghệ thuật, hoạt động rất nhiều. Và tôi nghe đồn là cô này thì cổ cũng rất là thông minh và rất là lém lĩnh trong cái cách mà nói chuyện của cô ấy nữa, cho nên là tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay Minh Tuấn sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn đây. Nhưng mà trước hết thì mình hãy tạm ngưng nghỉ ngơi đã. Mình chào khách mời trước, xin được chào đạo diễn trẻ Lúc Vân. Phương xin chào các khán giả của cà phê cuối tuần cũng như là hai anh chị MC ạ. Xin gửi lời chào đến Lúc Vân, và hôm nay thì bạn có một gương mặt rất là rạng rỡ tới đây, thì không biết là bạn muốn order thức uống gì của quán cà phê này ha? Chắc là mình sẽ order cà phê sữa. Cà phê sữa hả? Tại có sao sẵn mình luôn lại... Đây có sẵn luôn. Biết sẵn luôn, biết là uống cà phê sữa, chuẩn bị sẵn luôn. Cà phê sữa. Tính ra là biên tập của chương trình có tâm. Đúng không? Biết được trước luôn là đạo diễn thích cà phê sữa. Nhưng mà tại sao Lúc Vân lại chọn cà phê sữa ta? Thật sự ra thì là Lúc Vân thích uống cà phê sữa. Mà đặc biệt là buổi sáng thì Lúc Vân sẽ không bao giờ ăn sáng hết. Mà là uống một cái tách cà phê sữa như vậy, y chang như vậy thôi. Rồi xong rồi làm việc, sau đó buổi trưa mới ăn cơm. Cái đó là cái thói quen của mình. Và cái sự mà mình thích uống cà phê sữa, tại vì cà phê nó đắng và nó sữa thì nó ngọt, nên thành ra nó đắng, nó ngọt, nó là một cái vị mà mình rất là thích. Nói chung là bạn thích sự cân bằng đúng không? Dạ đúng rồi, sự cân bằng. Cũng có dịp là chứng kiến những cái thành công của bạn thông qua những cái kỳ mà trao giải, những cái lượt xem, những cái tác phẩm của bạn ở trên mạng. Thì bản thân Lúc Vân là một đạo diễn trẻ, thế thì bạn có cảm thấy rằng là cái thành công nó đến với bạn nó quá nhanh không? Những cái thành công hiện giờ đối với em cảm thấy nó rất là may mắn so với các bạn đồng trang lứa. Khoảng tầm 19-20 thì bắt đầu sẽ định hướng trong đầu của mình là mình bây giờ mình học đạo diễn đó, nhưng mà khi mà mình ra trường mình làm gì đây? Cái đó là một câu hỏi lớn, rất là lớn đối với những bạn học điện ảnh, diễn viên lẫn như đạo diễn hay là những cái ngành quay phim chẳng hạn, đều là một câu hỏi rất là lớn so với mấy bạn. Thì là mình phải định ra một cái kế hoạch cho bản thân mình 5 năm. Thì là thời điểm đó thì em học thì em nghe các thầy trong trường nói là anh Nguyễn Quang Dũng làm phim điện ảnh rất là sớm. So với đạo diễn trẻ thời đó là 25 tuổi anh có một phim điện ảnh rồi. Thì mình cảm thấy mình rất hâm mộ ảnh. Ngưỡng mộ. Dạ, mình ngưỡng mộ ảnh, mình nói, trời không biết 25 tuổi mình là cái gì trời. Không biết mình có được như người ta không, hay là lúc đó mình làm cái gì. Thì thật sự ra là mình cũng ước lượng được là mình mong rằng 25 tuổi mình cũng sẽ làm một bộ phim điện ảnh. Thì trong cái quá trình đó từ năm 20 đến 25 thì bắt đầu em tìm tòi, em tự làm phim, và tất cả những phim trên YouTube đều là một cái gì đó, là một cái bước chuẩn bị để em có thể làm một cái bộ phim lớn hơn, một cái bộ phim nó nghiêm túc, hay là nó phải nghiêm túc mà nó chuyên nghiệp hơn. Nên thành ra là đến, nhưng mà cái phim điện ảnh nó đến với em á,
là đầu năm 2016, là lúc đó là em 26 tuổi. Ừ. Thì em trễ khoảng tầm 6 tuổi. Tháng thì cứ dạy 6 tháng. 6 tháng thôi. 6 tháng, 4 tháng gì đó. Dạ. Nên thành ra là em cũng cảm thấy là như vậy thì mình cũng đã hoàn thành được cái kế hoạch của mình trong 5 năm. Theo như nãy giờ mà bạn kể về về cái câu chuyện điện ảnh của bạn á, thì tôi thấy là nó không hẳn là hoàn toàn là may mắn. Tại vì có rất là nhiều bạn trẻ học mà người ta không biết được người ta muốn gì. Ừ. Nhưng mà rõ ràng là trong cái cách suy nghĩ của bạn là bạn đã kế hoạch, là bạn biết là bạn muốn gì và cái kế hoạch cuộc đời của bạn như thế nào, và bạn từng bước thực hiện nó và nó rất là rõ ràng. Và đó cũng có thể là lý do tại sao mà bạn trở thành đạo diễn. Ừ. Tại vì cái tư duy đó nó rất cần cho một đạo diễn, cái việc sắp xếp, việc nhìn xa trông rộng như vậy. Và cái đặc biệt nữa là Vân có thấy không, là cuộc đời của cổ Vân nào thấy không? Vân diễn viên MC. Có thấy không là cổ toàn dính với lại hot boy, hot girl không? Minh Quy đang là diễn viên hot đó, chưa kể là hai em ở nhà giàu lắm, sau này lấy danh người nổi tiếng từng thuê cho thuê giá cao cũng được lắm chứ bộ. Anh ở đây có lâu? Chắc lâu á, khoảng một tháng. Một tháng? Một tháng làm sao mà làm hợp đồng? Anh á, đi xuất ngoài miền đi. Anh khùng hả? Anh ra lệnh cho tôi đó hả? Sao ông tự lấy đi? Chị em bạn bè mà đuổi nhau vậy hả? Vậy đó. Thật sự ra là lúc cái dòng phim lúc theo là dòng phim tình cảm lãng mạn. Tại vì dòng phim mình đang làm nó là như vậy nên thành ra là buộc thì các nhân vật mình nó sẽ rất là đẹp và rất là lung linh, nên thành ra là mình cần những cái diễn viên như vậy. Nhưng mà ví dụ như tương lai xa hơn, ví dụ như em 35, 36 hay là 40, em tự nhiên em suy nghĩ em làm, tự nhiên đụng cái em làm một cái phim phim buồn đi, phim gì nó lâm ly hay là tâm lý nặng, thì buộc em phải tìm những diễn viên nào phù hợp với cái nhân vật đó. Bản thân em thì em nghĩ là diễn viên phải phù hợp với cái vai diễn thì chắc chắn họ sẽ đẹp lên. Nhưng mà cái chiến thuật này nó lại liên quan đến một cái từ nữa là từ lăng xê. Đúng không? Có nghĩa là bây giờ từ một đạo diễn mà cổ chuyển qua thành bà bầu. Đúng không? Cứ nghĩa là cứ hot boy mà hot girl qua tay của Lúc Vân thì sẽ có khả năng là trở thành một trong những người hot hơn nữa. Thật ra thì là không, bữa từ đó tới giờ luôn á, là em sẽ là người tìm tới họ. Thật sự là em sẽ có mở rất là nhiều casting, và thật sự là một cái buổi casting của em là rất là nhiều người. Nó có thể là lên tới mấy ngày thì người ta vẫn còn kéo tới để người ta casting. Nhưng mà casting thì casting vậy thôi, nhưng mà để em chọn thì nó rất là lạ. Có nghĩa là nhiều khi cái bạn đó, bạn casting bạn không diễn được gì hết á. Bạn kiểu đơ, nhưng mà em vẫn chọn bạn. Và lúc sau này thì em mới nói là tại vì chị nhìn thấy em, hay là chị nhìn thấy em ở một cái điểm gì đó mà chị có thể viết được thành kịch bản, thì chị mới tìm tới em, chứ em không có cần là phải biết diễn. Tại vì thật ra em rất là tự tin với cái khả năng là em có thể nói người ta diễn theo ý mình được. Chứ em không cần một người diễn viên quá giỏi. Nếu mà quá giỏi thì càng tốt, rất là đúng tốt rồi. Cho em, rất là đỡ cho em. Nhưng mà lỡ nhưng mà không, chưa bao giờ diễn xuất hết thì em cũng không ngại chuyện đó. Nhưng mà Minh Tuấn lại sẵn cái câu chuyện mà Vân đang nói là cái chuyện mà casting, thì Tuấn lại thấy là bạn khác so với những người khác nữa. Đôi khi là cái buổi casting của bạn chỉ là những buổi ngồi nói chuyện với nhau thôi. Thế thì không biết là bạn từ đâu mà bạn có được cái tư duy casting như vậy, hay là do bản thân con người của Lúc Vân là có một cái tính cách khác nên là có thể nhìn nhận được người khác. Lúc không thích người ta diễn hay là phải mang tâm lý là phải chị này chỉ casting này, mình giờ mình phải tập ở nhà một cái vở hay là một cái bài gì đó để mình diễn chị xem. Cái buổi của em giống như là như vậy, bình thường như vậy thôi. Còn em ngồi ở đây và có một cái bàn và bạn đó ngồi đối diện em, rồi em cứ hỏi bây giờ giới thiệu về bản thân đi, rồi ngồi nói thì em sẽ nhìn được những cái tiểu tiết trên gương mặt của họ và cơ mặt của họ, cũng như em sẽ nhìn được là cái kiểu của họ như thế nào. Và có thể là họ sẽ phù hợp với cái vai này, hoặc là người họ sẽ phù hợp cái vai kia. Còn bình thường ví dụ như những cái người mình đi casting á, trừ những diễn viên chuyên nghiệp ra, thì họ cũng sẽ có những cái nét riêng của họ, nhưng mà họ cũng sẽ có những cái để họ che được cái nét của họ. Thì là cái đó thì em không nói là chuyên nghiệp rồi. Còn những bạn trẻ thì em sẽ thường thường, nếu mà em cảm thấy bạn đó rất là ok, rất là hợp, thì em sẽ đo đi đóng giày cho bạn đó. Ở đây thì có một cái câu hỏi nhỏ cho bạn là như thế này. Về vấn đề mà điện ảnh á, thì theo bạn á, là bây giờ cái nền điện ảnh của mình á, không phải là phim nào ra thì tất nhiên là rất là nhiều phim người Việt ủng hộ phim Việt, nhưng tình hình là người Việt đang dần mất thiện cảm về phim Việt. Tại vì có nhiều phim là người ta gọi như là bị chợ quá, không có đầu tư kỹ càng, không có phải là một cái gì đó chuyên nghiệp, mà một sản phẩm chuyên nghiệp phục vụ khán giả. Thì theo bạn thì làm một tư cách là một đạo diễn, thì bạn nghĩ về vấn đề này như thế nào?
hiện tại bây giờ nó hơi hỗn loạn một chút xíu. Nó đỡ hơn những năm trước rất là nhiều rồi. Tại vì có những đạo diễn trẻ họ làm rất là chỉnh chu. Ngoài ngoài lúc ra đây thì còn những anh chị đạo diễn trẻ khác nữa, họ làm rất là phim rất là chỉnh chu và rất là hay. Nhưng mà lúc nghĩ là hiện tại bây giờ giống như là ngành, tại vì em hay coi phim Hàn. Nó thật luôn là em rất là thích phim Hàn. Thường thường đạo diễn thì họ sẽ thích những cái phim châu Âu, phim Pháp, Mỹ, đa số nếu như anh phỏng vấn các đạo diễn khác. Nhưng mà bản thân em coi những cái nước châu Á là nhiều nhất. Nên thành ra là em cảm thấy là những cái nước đó, cái nền điện ảnh của họ cũng có những năm giống như mình vậy thôi, y chang vậy thôi. Nhưng mà căn bản là họ sẽ từ từ họ nâng cái nhận thức của khán giả lên từ từ. Đúng rồi. Hồi xưa tụi em học trong đạo diễn ai cũng nghĩ là một mình sẽ thay đổi nền điện ảnh Việt Nam. Đúng rồi. Dạ. Ai cũng vậy hết, cả diễn viên họ cũng nghĩ là nhiều khi tôi là một diễn viên tôi sẽ thay đổi nền điện ảnh Việt Nam luôn. Nhưng mà thực ra cái nền điện ảnh Việt Nam không phải là một mình một người làm được, mà là phải là một nhóm người hoặc là một cộng đồng họ đẩy lên thì mới làm được, giống như làn sóng K-pop rồi đó, là một cộng đồng họ đẩy lên chứ không phải là một ai khác hết, không phải là một cá thể. Em ơi, cho một ly cà phê nguyên chất nhé. Cô ơi, cho con 2 ly cà phê nguyên chất nha. Bố ơi, nhà mình còn ca coffee không ạ? Có đây con. Ca coffee, cà phê nguyên chất 100%. Sản phẩm của công ty cổ phần Phúc Sinh. Mình sẽ giải lao một chút xíu nha. Bây giờ dễ lắm, cô này cổ là đạo diễn đúng không? Bây giờ cho cổ diễn xíu đi chứ, cho để cho thoải mái cơ mặt chứ, cứ thoải mái đi. Giờ các bạn trẻ cũng rất muốn là không biết là bạn này diễn sao, mặt bạn như thế nào, nhiều người tò mò lắm. Ok, buồn. Ghen. Lạc quan, yêu đời. Mê trai coi. Ai á? Ôi mê trai là sao? Mê trai là mắc cỡ. Mê trai mắc cỡ là mê trai đó. Mê trai đó. Vậy khổ lắm, bây giờ là ra đường trai đẹp không mà vậy cả ngày bịt mặt vậy đó hả? Là cổ cứ đi ra đường là cổ cứ vậy. Kiểu vậy vậy đó. Ví dụ như là lúc trong đàn phim lúc hay kiểu giống vậy lắm. Hay mê trai lắm, chụp hình nha. Trời đất ơi, vậy chụp hình. Tôi hiểu sao mà cuộc đời của cổ gắn liền với lại trai xinh gái đẹp rồi. Rồi đó, anh hiểu không? Bây giờ khán giả tôi cũng biết bản chất của đạo diễn rồi đó. Khởi động gì thoải mái chưa? Cái mặt đỡ căng chưa? Giờ bây giờ mới căng rồi. Không, giờ mới căng trở lại nè. Bây giờ là trong cái hộp này á thì cả Minh Tuấn và cũng như là Vi Vân có quà. Quà. Mở quà cho người ta. Khoan, mở ra nó có bùm gì đó. Không biết đâu. Chương trình biên tập viên chuẩn bị, MC biết gì đâu. Sao nguy hiểm vậy? 1 2. Ơi, 5 tờ giấy thôi. Ghê, có 5 tờ giấy thôi. Lần sau tôi đề nghị là biên tập bỏ thêm nhiều cái con gì lạ vô. Sao luật chơi sao phổ biến cho người ta đi. Rồi, bây giờ mình sẽ có 5 cái tờ giấy. Cái công việc của đạo diễn á, thì nó sẽ liên quan đến rất nhiều những cái phần khác nhau. Thì 5 cái tờ giấy này nó nằm ở cái phần nào, ngay cả Tuấn mà lại Vân cũng không biết nữa. Thì bây giờ lúc Vân cứ bóc thử ở trong đó, cứ mình bóc được cái nào thì mình sẽ khai thác cái chủ đề đó từ bạn. Lòng tiếng. Lòng tiếng cái này hơi lạ nha. Thật ra thì phim á, phim thì mình sẽ có 2 dạng. Dạ. Một là thu tiếng trực tiếp. Dạ. Hai là mình sẽ lòng tiếng lại sau cái bộ phim. Thông thường thì phim của Vân thì Vân sẽ làm theo dạng nào? Dạ thường là ví dụ như phim điện ảnh thì tụi em sẽ là thu tiếng trực tiếp. Nhưng mà khi mà thật sự là thu tiếng trực tiếp thì cũng có cái lợi là mình sẽ lấy được cái cảm xúc của diễn viên lúc đó. Mà có nhiều cái khi mà về lòng tiếng mình không có sử dụng được. Mình không thể nào mà nhờ diễn viên nói y chang vậy hay khóc y chang vậy được. Thì thật sự là đối với lòng tiếng và thu tiếng trực tiếp thì em vẫn thích thu tiếng trực tiếp hơn. Và đa số cái phim của em thì em đều khuyến khích là nên thu tiếng trực tiếp. Nhưng mà đối với phim trên YouTube á, thì nhiều khi tụi em cũng thu tiếng trực tiếp. Nhưng mà do là cái phim trên YouTube nó không bằng cái phim bằng điện ảnh. Nên có nghĩa là cái máy móc của nó không bằng điện ảnh.
nên thành ra là nhiều khi phải về lòng tiếng lại. Ờ thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì lúc Vân á, tôi thấy phong cách làm việc của bạn là lựa chọn diễn viên rất là ngẫu nhiên nè. Rồi nhiều khi cũng không cần phải diễn nữa, thì những cái bạn mà mộc mạc đơn sơ như vậy á thì mấy bạn như là một cái viên ngọc chưa được dũa. Mấy bạn không có biết về tiếng nói sân khấu, mấy bạn không có biết điều chỉnh âm lượng, thậm chí là cái cách mà nhấn nhá hay là cách biểu lộ cảm xúc của câu thoại đó mấy bạn cũng không biết, thì tất nhiên là phải sử dụng tới lòng tiếng rồi đúng không? Ừ, thêm một lá thăm nè. Máy quay phim đã là đạo diễn điện ảnh thì người ta phải biết về góc quay, biết về hình ảnh, thì bạn á, bạn có cần phải nghiên cứu, phải học tập về cái cách quay hay là về cái góc máy nhiều không? Đối với lúc á thì khi mà lúc học đạo diễn á thì lúc được học những người thầy rất là giỏi, họ rất là giỏi, họ ngoài cái chuyện mà cái chuyên môn đạo diễn ra thì họ còn nói thêm về quay phim sao, sản xuất sao, nên thành ra là cái khóa của lúc học á khá là may mắn. Và khi mà được gặp những người thầy như vậy, chính vì vậy nên thành ra là sau khi tốt nghiệp ngành đạo diễn xong thì em thi vô ngành quay phim. Và lúc đó nguyên đám con trai của mình em con gái thôi. Ba mươi bạn con trai thì mình em con gái, thì em học quay phim không phải là em lấy bằng như là đạo diễn, mà em học để em hiểu thêm về quay phim, về góc máy, cũng như là cái công việc của người quay phim họ như thế nào. Tại vì khi mà em học đạo diễn thì có một lần, hai lần em đã cãi nhau với quay phim lúc nó còn nhỏ. Mà mình không hiểu là tại sao mà mình thích góc này mà họ không chịu. Tại vì, và mình cãi nhau với họ, và cái sự cãi nhau đó rất là gọi là vô lý, gọi là mất thời gian. Đến sau này thì em khi mà em học được thầy, em học thầy Ca Linh hay là thầy Nguyễn Nam thì em mới hiểu được dần dần một chút xíu. Và sau đó là em mới quyết tâm là học, vô học quay phim để hiểu về quay phim, hiểu về cái công tác của người quay phim. Để mà khi mà mình nói chuyện với họ, họ thoải mái với mình. Nhưng mà cái điều hay mà Tuấn muốn chia sẻ cho những tất cả những cái bạn trẻ khi mà họ xem cái chương trình ngày hôm nay, là khi mà bạn muốn làm một cái công việc gì đó, bạn phải dấn thân vào tất cả những cái công việc khác để bạn hiểu hơn về nghề của người ta. Cảm ơn bạn đã chịu đựng hai đứa này, và cảm ơn bạn đã dành lại cái chương trình. Không, chị đừng ăn thôi, em là dễ thương, em đã dùng cái chén như người ta đó. Vậy đó hả? Bây giờ là em giao cái giá cho anh đúng không? Ừ, ok, anh ác đó. Cảm ơn bạn một lần nữa. Bây giờ thì mình cùng kết thúc bằng một cái cụm cà phê nhé. Rồi, chúc bạn năm mới thành công nha. Cảm ơn vậy nha. Các bạn thân mến, các bạn có đồng ý với Phi Vân là hiện tại bây giờ Sài Gòn của mình có rất là nhiều quán cà phê khác nhau, có nhiều phong cách như là đông đúc một chút xíu nè, nhưng cũng có nhiều quán cà phê là yên tĩnh với không gian xa xa ngoại thành một chút xíu. Và Phi Vân không biết là phong cách của các bạn như thế nào, liệu một quán cà phê với phong cách Sài Gòn xưa mang đậm nét Sài Gòn như vậy thì không biết có phải là phong cách của các bạn hay không ta. Giữa thành phố Sài Gòn hiện đại, hối hả, chúng ta vẫn có thể tìm cho mình những không gian thưởng thức cà phê đầy hoài niệm, khơi gợi những giá trị văn hóa của một thời đã qua. Trở về thập niên 50, cà phê đã xuất hiện trong đời sống hàng ngày của người dân Sài Gòn. Tuy nhiên lúc bấy giờ vẫn chưa có quán cà phê riêng biệt. Chủ các tiệm hủ tiếu, bánh bao, há cảo, xíu mại người Hoa là những người đầu tiên kinh doanh cà phê. Các tiệm hủ tiếu vào các buổi sáng cũng có bán món cà phê như một thức uống đi kèm để khách có thể ngồi đó nhâm nhi bàn chuyện. Cà phê được pha bằng vợt, một chiếc túi vải hình phễu được sử dụng để lọc các hạt cà phê. Sau đó những năm 60, phong cách cà phê hè phố của dân Paris Pháp được Sài Gòn tiếp nhận. Dân Sài Gòn bắt đầu chuyển sang uống cà phê phin. Cái phin dần trở nên quen thuộc, cao cấp hơn cái vợt của cà phê kho trên siêu đất xưa. Cùng với đó là những quán cà phê Tây nổi lên với không gian sang trọng. Bên cạnh đó, để gần gũi hơn, thu hút khách hơn và cũng mang tính giải trí cao hơn, một số nơi ở Sài Gòn tiếp đó đã mở ra các quán cà phê với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình, nghĩ rằng có lẽ đây chính là khởi nguồn cho sự ra đời của các phòng trà ca nhạc sau này. Ừ.
Các bạn thân mến, Sài Gòn qua những giai đoạn khác nhau, có những cách thưởng thức cà phê khác nhau, ở những không gian khác nhau. Bây giờ thì Sài Gòn đã hiện đại hơn rất là nhiều và có rất là nhiều quán cà phê được mở ra. Thế mà ở giữa trung tâm Sài Gòn như vậy, lại có một cái quán mang đậm nét Sài Gòn cổ xưa như vậy. Thật đúng là đáng quý và hoài niệm đúng không quý vị? Em ơi, cho một ly cà phê nguyên chất nhé. Cô ơi, cho con hai ly cà phê nguyên chất nha. Bố ơi, nhà mình còn ca coffee không ạ? Có đây con. Ca coffee, cà phê nguyên chất 100%. Sản phẩm của công ty cổ phần Phúc Sinh.